Mới đây, hãng xe Nhật Bản đã giới thiệu phiên bản thể thao Mitsubishi Outlander Sport 2021 dành cho thị trường Mỹ với mức giá khởi điểm là 485 triệu. So với các phiên bản hiện hành, Outlander Sport 2021 được thay đổi trong cả thiết kế lẫn trang bị và được người dùng đánh giá sẽ sớm vượt mặt các đối thủ như Honda CR-V hay Mazda CX-5. Mitsubishi Outlander Sport 2021 sở hữu thiết kế bắt mắt với các trang bị ngoại thất hiện đại. Phiên bản Limited Edition được trang bị lưới tản nhiệt và trục gương chiếu hậu màu đen, mâm xe hợp kim với kích thước 18 inch cùng hốc gió với thiết kế độc đáo. Bên cạnh đó, bên trong nội thất, thiết kế của Mitsubishi Outlander Sport 2021 cũng được tinh chỉnh lại với các đường chỉ khâu tương phản màu đỏ trên ghế, vô lăng và cần số. Các trang bị nội thất của Mitsubishi Outlander Sport 2021 có thể kể đến như màn hình thông tin giải trí với kích thước 8 inch có hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Ngoài ra, ở bản cao cấp, Mitsubishi Outlander Sport 2021 còn được bổ sung thêm cần gạt nước mưa cảm biến, gương chiếu hậu tự động chống chói, đèn sương mù dạng LED. Về sức mạnh, Mitsubishi Outlander Sport 2021 cung cấp cho khách hàng Mỹ hai tùy chọn về động cơ gồm động cơ 2.0 lít, 4 xi lanh với công suất tối đa 148 mã lực và mô men xoắn cực đại 197 Nm và động cơ 2.4 lít, 4 xi lanh với công suất tối đa 168 mã lực và mô men xoắn 226 Nm. Ngoài ra, Mitsubishi Outlander Sport 2021 cũng được bổ sung thêm các trang bị và tính năng an toàn như hệ thống đèn pha thích ứng tự động, cảnh báo lệch làn đường, hệ thống giảm thiểu va chạm phía trước bên cạnh những trang bị vốn có. Tại thị trường Việt Nam, Mitsubishi Outlander đang được phân phối với 3 phiên bản gồm CVT, CVT Premium và 2.4 CVT Premium với giá bán dao động từ 825 triệu đến 1 tỷ 058 triệu. Các đối thủ cạnh tranh với Mitsubishi Outlander gồm có Honda CR-V và Mazda CX-5.